Hello anh em, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chiêu mộ tướng trong game Tân Trưởng Môn nhá. Đầu tiên mọi người sẽ vào biểu tượng họp chợ ở góc trên cùng bên tay phải này. Sau đó là đến tụ huyền trang để chiêu mộ anh hùng nhá. Chúng ta sẽ sử dụng tầm hiệp lệnh để chiêu mộ. Và cái tỷ lệ ra tướng trưởng môn tím sẽ xuất hiện tỷ lệ theo tầm hiệp lệnh sử dụng nhá. Để tôi sẽ cùng thử tài nhân phẩm của mình ngay bây giờ. Ui, một phát trúng ngay Đông Phương Bất Bại này. Nào, thử thêm lần nữa nhá. Wow, lệnh hồ sung luôn ạ. Đông Phương Bất Bại với lệnh hồ sung thì còn sợ ai ở cái giới võ lâm này nữa. Hãy vào chơi cùng tôi, chiêu mộ tướng, xưng bá võ lâm.